Hôm qua ăn uống linh đình, hôm nay ngủ dậy bỗng bị nhiệt luôn. Giờ thì ăn uống sao đây? Phải tìm ngay cách đẩy lùi nó ngay. Bìm bịp bài thuốc nhân gian, bà hay áp dụng chữa lành nhiệt ngay. Ai mà chưa biết thì nhanh, mau đem cây bút ghi liền cho tôi. Lá cây bìm bịp 60, ta đem rửa sạch, không cho khô đều. Tiếp đến là giã nát ra, thêm ly nước lọc vào 1/3. Nhớ là nước nguội đã đun, đổ xong ta khuấy đôi tay thật đều. Tiếp đến là lọc qua rây, chỉ lấy nước cốt, bã thừa bỏ đi. Đem uống 3 lần mỗi ngày, 3 ngày sau đó nhiệt tự bay đi. Bản thân áp dụng thành công, nay xin chia sẻ mọi người luôn nha. Nếu hay đừng chỉ vỗ tay, cho tôi xin một follow kênh này. Bye bye!